Bây giờ là 8 giờ sáng, tôi đang nhận một kèo đi mở và sửa lại khóa một công trình. Vâng, anh. Dạ. Ở đâu anh? Ui, đỉnh thế nhỉ. Thế cái này là rạp chiếu phim này là người dân được xem hay là chỉ có Quốc hội thôi? Rạp chiếu phim trên tầng 2 là nó là tư nhân hóa, tư nhân hóa. Nó dài cái cửa này này. Đâu để nhìn cái xem nó như là gì. Ôi dài phết đi. Có khóa này dài phết đấy. À rồi. Nó đi không mở được thì chịu á. Gì có cái gì mà chịu ấy. Có cái gì mà chịu. Đây. Đấy cái sắt đây. Ôi giời anh. Alo ạ, alo. Cháu đang đi làm tí bác ơi, bác đang ở đấy à? Bác bận đợi cháu tầm 10-15 phút nhé bác ơi. Vâng. Không bác đâu tí quay lại cũng được, 15 phút ạ. Ôi bác đấy, các bác thì nghĩ là cái đấy thì nghĩ em là quay làm nhanh về, đang khách phải đợi rồi chứ. 30 giây xong rồi. Ngồi sao đấy. Anh sợ anh ạ. Đây giàu lắm anh phải phát rồi, 8 lít khủng rồi. Cái này như phải khóa 2 phát. Đúng rồi. 2 phát. Xoay đây mà nó không ra nhỉ? Không biết nó đang có mắc cái gì. Đó, cái đây này. Ra đi nào em yêu. Ui giời. Đây, vào đây bác. Nhân ơi. Nhân. Ô đây là cầu thang máy à? Vâng. Bên cạnh thôi đúng không? Ui nguy hiểm ấy. Không. Quả này. Nhân ơi. Ok rồi. Rồi ok. Ôi dài phết đấy, quả này dài ngoằng. Nhân okay. Ơi. Đồ anh nhá. Bây giờ cứ để tạm đây đồ đóng mở bình thường tí nó có ổ nó ta lắp xong. Bây giờ em cầm này đi về đã. Tí nữa em quay lại. Nào. Đây. Đây là cái tim khóa mà tôi vừa mới làm xong. Bây giờ tôi sẽ đo lại. Ôi cứ ấy đi, tí nữa vào. Đốt vào rồi. Đây, tôi sẽ lấy cái phôi này để làm chìa cho nó. Như anh em có thể thấy thì đây, khi cắm vào thì cái viên bi này rất sâu này. Bây giờ chúng ta cần phải làm cái răng cho cái chìa khóa này. Một chút nữa. Đây, lắp tạm nó vào cái ổ khóa Huy Hoàng này để kiểm tra thử một cái thế nào. Đây. Lắp tạm nó vào cái ổ khóa Huy Hoàng này để kiểm tra thử một cái xem là đã sử dụng nó đã ok chưa này. Rồi đây, tôi vừa mới lắp tạm vào cái ổ khóa Huy Hoàng này để kiểm tra thử này. Bây giờ tôi sẽ khóa nó vào này. Khóa nó vào rồi, 2 nấc rồi. Mở này, cắm cái chìa vừa mới làm xong vào này. Xoay này. 1 này, 2 này, nút chìa này, rất trơn tru tuyệt vời. Ok rồi, đã xong. 1, 2 rồi, quá tuyệt vời. Ok đó, cắt thêm một chìa để đi bàn vào cho khách. Vậy là tôi lại vừa dò xong một cặp chìa cho ổ khóa chống cháy này. Anh em có khó khăn thì về khóa cứ liên hệ 0387696797. Cảm ơn anh em. Kiên khóa vừa bán vừa phá. Siêu trộm. Ok, đúng rồi. Cái tạm đây chắc được nhỉ? Được rồi. À, đi nào. Đi đẹp đẽ đây, đi đẹp không? Ờ, đâu mà bác, đâu. Vừa ngớt tí nó lại mửa. Rồi, nhanh thôi. Đây, cho cháu qua nhường một cái nhá. Cái này mình cứ để tạm lên cao đã, khi nó còn mưa còn xả nước thế này thì hôm qua cháu đi sửa trên tàu xịn họ đang xả ở trên kia cao lắm. Rồi nó lại chảy về đây thôi. Rồi, ok nào. Đây, chị vào lấy chìa đi để em kiểm tra lại nhé. Đi tạm vào luôn. Đúng không? Mọi hôm vẫn dùng chìa này đúng không? Đó, đúng không? Chuẩn không? Đấy, cứ vặn được là phải. Em thử luôn xem này. Ok. Rồi, chào cô ạ. Dạ. Hello. Xin chào em bé. Oh. Rồi để em cứ cố gắng thử. Bây giờ còn chìa nào khác không? Không có, nhưng mà mỗi chìa không. Thế á? Đang bảo đi đánh chìa mới mà con nó lười đi ra khỏi mua nó lười đi đánh quên. Thế là bây giờ còn mỗi một chìa mà nó lại gãy ở đây. Thế cái gãy của nó đâu? Cái cán đâu? Đưa cho em. Wow. Cái chìa này cũng đánh lại rồi này. Chìa đánh lại là nó cũng đúng cái chỗ sâu nhất. Chìa đấy là chìa vuông đấy, cái này à? Bây giờ phải móc nó ra đấy. Sâu hả? Được. Kẹt. Nè. Ai bảo bạn ngu rồi. Ôi mẹ ơi, sống rồi, sống sót rồi. Đấy, xong rồi lấy cái khóa khác về lắp vào đấy.